Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay bọn em sẽ lên sóng cho các bác một lô loa đến từ thương hiệu HZ của Đức, có tên là MF12. Đây là dòng loa gọi là người anh em của dòng MA12. Cái dòng loa MA12 á, là bọn em đang bán là 13 triệu đồng một cặp và đã hết hàng. Thì dòng đấy là dòng MF12, tức là cũng là người anh gọi là thằng MA, chắc là anh, tại vì MA nó là bát neo, còn dòng này là bát thường. Đấy, hai dòng anh em nhà nó luôn đây. Về thiết kế và thì hai dòng loa này rất là giống nhau luôn, giống y chang luôn, thậm chí là không khác một cái gì, nó chung là thế. Từ cái phân tần giống, tép là giống, nhưng mà chữ bát là khác, tức là nó chỉ khác so với cái dòng MA12, đó là dòng MF này thì nó sử dụng bát thường, còn dòng kia là sử dụng bát neo. Nó chỉ khác có mỗi một điểm như thế thôi, còn lại là giống nhau toàn bộ luôn, không khác một gì cả. Và cái dòng loa này thì giá nó chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn thôi, rẻ hơn dòng kia thì bát neo thì giá nó là 13 triệu. Giá của dòng loa MF12 này sẽ rẻ hơn một chút, và giá cụ thể của nó chỉ là 11 triệu đồng một cặp thôi bác. 11 triệu tức là rẻ hơn 2 triệu so với dòng loa kia. Tuy nhiên là về chất âm và tất cả thông số kỹ thuật thì hai dòng loa này khá là giống nhau. Để so sánh về chất âm giữa hai dòng loa này thì thực sự là cái dòng MA thì nó là cái bát neo, còn dòng này là bát thường, các bác hiểu không? Thì cái chất âm của hai dòng loa này thực sự nó là 9-10 với nhau. Bảo là dòng loa nào xuất sắc hơn thì rất là khó. Dòng loa kia thì nó sở hữu là bát neo côn 100, dòng loa này thì là bát thường côn 76. Đấy, thì nếu như nhìn vào trong cái cấu tạo của hai dòng loa này, nếu như gọi là vào hai cái bát đó, thì chúng ta sẽ thấy là dòng loa này, dòng MF này thì lời nó sẽ tốt hơn dòng kia thì nó côn 100. Đấy, côn 100 côn lớn hơn, cho nên mà cái tiếng nó sẽ độ nhạy nó sẽ không bằng thằng này. Cái dòng này, thằng này thì côn nó bé hơn thì lời nó sẽ tốt hơn, và dòng kia thì nó neo, nó dùng bát neo thì cái chi phí sản xuất của nó sẽ cao hơn, cho nên giá nó cũng sẽ cao hơn. Về nhìn cái độ khủng thì dòng kia nó sẽ khủng hơn dòng này, do cái bát của nó là bát neo, cái dòng này thì nó là bát thường thôi. Chúng ta trở lại về cái nội thất của nó sau phần sau của video này thì em sẽ tháo chi tiết cho các bác xem. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu một vòng cái dòng loa này cho các bác nhé. Về thiết kế thì nó vẫn là đặc trưng giữa cái dòng MA12, không khác gì cả. E căng ở phía trước là e căng bằng lưới sắt, đấy, lưới sắt và có lưới lọc bụi bên trong. Lỗ thông hơi nằm phía trước, họng loa nằm tép nằm trên, bát nằm dưới. Thùng loa thì rất là nặng. Đây loa này là em chưa có vệ sinh các bác nhá, em để nguyên đây này. Em thấy là các bác cái căng em còn chưa giặt luôn. Và thợ nhà em đang tháo cho để vệ sinh đây. Đây đang tút tát lại, mai để tút lại cho nó là mới lên sóng chính thức. Thực sự là ngày hôm nay là đăng video sớm thôi. Loa thì thùng loa là rất là nặng, rất là chất luôn. Lỗ tay cầm nằm phía trên, có những cái lỗ để chúng ta bắt xếp thành ray. Bác nào muốn dùng sự kiện thì chúng ta ghép lại ray bằng các cái bắt ngang này. Cái vị trí này là vị trí để chúng ta lắp thành ray nhé, treo lên. Đấy, lỗ thông hơi phía trước thì cái tiếng bát nó rất là phê rồi. Đấy, rất là phê luôn. Đấy, thùng gỗ. Đấy, các bác thấy là đây là loa em chưa vệ sinh đây. Đang còn những cái vết sơn này này, cái này là phải tẩy đi quá này. Đấy, thợ nhà em đây đang lau chùi đấy, hai ông này đang ngồi lau đây. Cho nên mà bác nhìn cái loa thì nó chưa được nuột, trước khi mà gửi thì nó sẽ đẹp hơn các bác ạ. Đấy, bọn em ví dụ như là trong quá trình mà vệ sinh, ví dụ như là những cái căng như kia đúng không? Cái căng kia là bọn em sẽ phải đem đi giặt. Đây, cái này là chưa giặt gì luôn đấy. Đấy, cậu ơi tránh đấy. Đây là chưa giặt luôn đấy, đang tháo này. Thùng loa đang để đây này. Đấy, thùng loa đang để đây luôn nhá. Chưa có tháo. Đây là cái thông số kỹ thuật ở phía sau của cái loa này, các bác chúng ta tham khảo luôn. Thì hai dòng loa này nó khá là khác nhau về thông số kỹ thuật thì chúng ta sẽ thấy này. Thứ nhất là cái dòng này model của nó là MF12, con này là tần số tiếng bát của nó rất là sâu. Tiếng bát con này nó sẽ là lực hơn và tiếng sâu hơn là dòng bát neo nhá, lòng này là do là bát thường. Cái tiếng bát của nó xuống được tới là 45 hẹp tới 18 kHz, tức là con loa này là tiếng bát rất là sâu luôn. Công suất của loa này là 350W, đấy, kháng chịu 8 ohm. Đấy, độ nhạy là 99 decibel con này ấy. Trọng khối lượng của nó là tầm 28 kg, không biết là tính cả bao bì chưa. Thì thường thường là có khi là một số hãng này ta tính loa, một số hãng này tính bao bì, tính cả đóng gói luôn đấy. Đấy. Thì đấy, chúng ta sẽ thấy là con loa này có cái độ nhạy nó rất là lớn các bác nhá. Độ nhạy của nó tới 99 decibel. Siêu khủng luôn. Đấy, do là cái loa này côn nó côn 76 cho nên mặt lời nó rất là tốt. Công suất 350W, công suất khá là lớn luôn với dòng loa này. Đấy.
Đấy, còn là dưới đây là hai cái lỗ giắc loa để chúng ta cắm ở đây. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem cái nội thất của nó luôn nhá. Chúng ta sẽ đến cái nội thất của nó. Thì cái dòng này thì phân tần nó y chang cái dòng MA12 bát neo thôi, nó không khác gì cả. Đây em sẽ tháo cho bác xem cận cảnh phân tần của nó luôn nhá. Đây, em sẽ gỡ cái vòng này ra. Đây, phân tần rất là khủng. Đấy. Do là hai dòng loa này cái tép nó giống nhau cho nên cái phân tần nó là giống nhau luôn. Cái bát của nó đấy, cái bát loa nó chỉ khác cái bát loa, thì cái bát loa ở đây cái nó không đi qua phân tần mà nó chỉ đi qua một cái quần cảm đấy thôi. Quần này là của loa bát này, cho nên mà hầu như là cái sự cấu tạo của hai loa này nó không có sự khác nhau. Cái quần cảm này thì của loa bát đi qua để nó tăng thêm cái độ sâu của tiếng bát thôi. Đấy, nó đánh sẽ lực hơn khi qua quần cảm này. Nếu như không qua quần cảm này thì tiếng bát nó sẽ không sâu. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là cái tép thì nó một loại rồi, cho nên phân tần nó giống nhau, rất là khủng luôn. Đấy, linh kiện toàn bộ là tụ solder của Italia. Đấy, chớ xịn luôn, tụ xịn hết. Từ những cái cuộn cảm chúng ta cũng thấy là tụ cuộn cảm xịn luôn. Phân tần to như cuốn vở ông sinh, rất là to. Nói chung là dòng loa cực khủng luôn. Đấy, chắc từ cái dây này, cái dây của nó này. Đấy, dây loa này. Rất là khủng luôn nghe. Đấy. Đây. Đây. Từ những xung quanh loa nó đều bắt những cái góc kê ở đây rất là chắc, trong quá trình là chúng ta treo loa hay là chúng ta bắt loa thì nó không bị xê dịch, rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đây chúng ta sẽ đến cái bát với cái tép của nó luôn này. Đây là nội thất của nó đây, bọn em đang tháo ra là vệ sinh như bọn em nói đó, đang tháo loa bát loa tép loa đây. Đây chúng ta sẽ thấy là cái dàn chân dài của nó nhìn nó rất là khủng như thế này. Có cái loa này nó có một cái điều hơi bị ngược một tí, tức là cái nam châm của cái loa tép thì nó to hơn cái nam châm của cái loa bát. Đấy, chúng ta sẽ đo cho là cái loa tép thì là 500 của nó hình như là từ 20 là 21 thì đó. Em đo luôn cho bác xem. Rồi. Đấy, con này là từ 20. Mà cái loa bát này là từ 19. Chúc cho nó vẹo thế này ha. Loa bát này từ 19 các bạn, đây này. Đấy, bát từ 19. Từ 19 này. Đấy, loa này. Nó hút rồi này. Loa bát này từ 19. Và cái loa tép là từ 20, nó cho nên mà cái nam châm của loa tép nó to hơn. Thì ở đây thì cái tép thì nó như em hôm trước giới thiệu ấy, thì là tép của nó là sử dụng tép titan, côn dẹt, đường kính của côn là côn 76. Đấy, côn của tép và côn của bát là bằng nhau luôn. Và nam châm của loa tép thì nó sẽ to hơn nam châm của loa bát. Đấy. Rất là khủng luôn, cho nên mà các bác mua đấy, nếu mà nhận bưu điện thì cái loa này bên em sẽ gửi phải đóng rồi cái tép này ra. Đấy, bọn em sẽ tháo rời ra và các bác nhận hàng thì các bác phải lắp lại cho em cái, vì nếu như mà không tháo rời ra đi vận chuyển là nó sẽ bị gãy cổ. Đấy, cái loa này rất là dễ gãy vì cái tép nó to lắm, to kinh khủng luôn, rất là khủng khiếp luôn. Đấy, bát của nó thì là dòng bát này thì rất là xịn luôn, là bát này là bát của VNC. Ui giời ơi, này nhìn cái xương loa này bác thấy này rất là chất luôn nhá. Đây côn 76, bát xịn, bát này là bát cực hay luôn rồi. Em nếu như mà thực sự là nếu như em là có phần là thích cái dòng bát này hơn dòng bát neo, tại vì là cái lời nó sẽ tốt hơn. Đây, gần 26. Đấy, bát xịn của nó luôn. Đây, rất là nặng. Đấy, đây là từ trắng thôi nha. Đấy như em nói là dòng loa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng là ốp từ đen, một dòng ốp từ trắng. Cái dòng ốp từ trắng thì độ nhảy nó sẽ cao hơn, loa nó sẽ chi tiết hơn. Còn ốp từ đen thì độ nhảy nó sẽ thấp hơn. Cái này là các bác mua hàng nhiều kinh nghiệm thì chúng ta sẽ nắm được cái phần này. Đấy, đây các bác xem lại toàn bộ cái ruột của nó đây. Côn 76. Đấy. Gần 26. Đây, hàng xịn chúng ta thấy này. Từ những cái ghim của nó đây là chuẩn luôn. Từ cái sợi co bọc này, đẹp. Này. Đấy. Keo này. Đấy, hàng chuẩn của nó luôn nhá. Xịn 100%. Đấy. Giá này thì các bác là chín tốt rồi đúng không? Đấy. Em vừa giới thiệu rất là chi tiết về cái dòng loa này nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng game. Xin nhắc lại cái giá của nó là 11 triệu đồng một cặp thôi. Giá là khá là hợp lý đối với dòng loa này, rất là khủng luôn. Số lượng thì không có nhiều các bác, có 5 cặp thôi. Nên bác nào lấy thì nhanh tay nhá, số lượng không có nhiều, có 5 cặp. Xin cảm ơn các bác.